Xuân Mỹ Vlog xin kính chào quý khán giả. Lời đầu tiên thì Xuân Mỹ xin chúc quý khán giả xa gần bình an và may mắn trong cuộc sống. Video chiều nay thì Xuân Mỹ đưa một số thông tin vẫn là liên quan đến hoạt động show 1 tháng 10 nha cả nhà. Và những thông tin xung quanh liên quan đến cũ Gò Công nha cả nhà. Và rồi bây giờ thì Xuân Mỹ xin mượn màn hình poster show diễn 1 tháng 10 tại Hòa Bình để làm cái nền cho cái video hôm nay. Bây giờ thì Xuân Mỹ xin xem vào xem kênh Hồ Văn Cường Official để xem coi chiều nay thì bài Hoa Sứ Nhà Nàng thì nó được 719.000 lượt view và bài Bông Hồng Cài Áo thì nó 440.000 lượt view nha cả nhà. Như vậy là nó cũng có tăng, nhưng mà không biết là việc mà cài view nó như thế nào thì mong là mọi người ủng hộ con tiếp tục. Đó là thông tin về về view trên kênh Hồ Văn Cường Official nha cả nhà. Bây giờ thì Xuân Mỹ xin xem trường đại học Hoa Sen trước, cũng như thường lệ coi có thông tin gì mới thì Xuân Mỹ sẽ đây, nhà Sen mới vừa thông báo một cái tin trước khi chuyển sang cái thông tin kia thì Xuân Mỹ cho mọi người xem một cái hình ảnh đây cả nhà. Dễ thương lắm. Cả nhà thấy các bạn này làm gì? Cả nhà biết không? Một cái lớp khiêu vũ. Đó, vào nhà Sen thì không phải là học kiến thức không, mà còn học những cái kỹ năng để giao tiếp ha cả nhà. Đây là người ta gọi là những cái kỹ năng khác. Ngoài học chính thức thì các bạn hãy học dance sport cả nhà, với vũ sư. Cả nhà thấy cái người thầy đi rất là uyển chuyển đó. Ở trên đó cả nhà hướng dẫn cho các bạn sinh viên rất là vui ha cả nhà. Tạo cho không chỉ là món ăn về tri thức mà còn có món ăn tinh thần để cho các bạn sinh viên là cùng nâng cao cái kỹ năng, những cái kỹ năng mềm khác ha cả nhà. Rồi một cái tin, Xuân Mỹ xin đọc cái tin này rồi Xuân Mỹ cho cả nhà xem ha, cái link ha. Cùng cách đây là hơn 30 phút cùng bình chọn cho nhà Sen tại cuộc thi Olympic tiếng Anh toàn quốc với đường link như sau. Và đây là, vậy là vòng thi thứ hai Olympic tiếng Anh toàn quốc của đội Hoa Sen đã chính thức lên sóng. Các bạn cùng chung tay bình chọn vào xem video để cổ vũ cho các thí sinh của nhà Sen nha. Các bước bình chọn là like trang fanpage chính thức của cuộc thi Olympic tiếng Anh toàn quốc, rồi like hoặc share bài đăng của video trên fanpage, rồi click vào link YouTube kèm trong bài đăng để thưởng thức. Đây nè cả nhà, YouTube này đây, YouTube miền Nam Đại học Hoa Sen đó cả nhà. Và các bạn này dự thi cái cuộc thi Olympic tiếng Anh. Olympic tiếng Anh thì bây giờ đã rộng rãi toàn quốc, đó là tổ chức từ cấp tiểu học cả nhà. Từ cấp tiểu học dài lên cho tới đại học. Là nếu mà các bạn nào mà có cái kinh nghiệm những cái cuộc thi Olympic tiếng Anh này từ vòng sơ khảo là từ ở cấp, từ cấp nhỏ nhất, thấp nhất là tiểu học, mà có vững vàng, có kinh nghiệm, có nói chung là tiếng Anh, thì tham gia những cái đội tuyển Olympic tiếng Anh của cấp trường phổ thông rồi đại học rồi lên cả nhà, thi trong nước và ra quốc tế luôn đó cả nhà. Cái cuộc thi này là nhằm tìm kiếm những cái tài năng trong nước để dự thi những cuộc thi Olympic tiếng Anh quốc tế đó cả nhà. Thì đây là cái đường link nè, cái đường link cả nhà. Các bạn, nhất là các bạn trẻ, hãy vào ủng hộ các cái bạn này ha. Bây giờ thì Xuân Mỹ vào cái đường link thử xem coi là hoạt động này thì như thế nào ha. Trang YouTube này là trang YouTube của Olympic tiếng Anh chuyên Anh toàn quốc nè cả nhà. Cái cổng trang YouTube Olympic tiếng Anh chuyên toàn quốc đó. Và đây một phần trình bày của một người đó.
cả nhà, nói tiếng Anh hết cả nhà. Về vấn đề gì các bạn này có chủ đề hết ha cả nhà. Mọi người nhớ nha, mọi người vào cái kênh này Olympic tiếng Anh chuyên toàn quốc để ủng hộ trường đại học Hoa Sen ha, ủng hộ các bạn sinh viên cùng trường. Cái này gọi là sinh viên cùng trường, các bạn này là chắc là khoa Anh ngữ cùng trường với em Cường ha cả nhà. Mình ủng hộ những cái tài năng trẻ để cho các bạn ấy có tinh thần vượt qua cái kỳ thi. Và rồi mình trở lại với poster Hồ Văn Cường trên poster đi hòa bình. Đó là cái thông tin của trường đại học Hoa Sen. Bây giờ thì Xuân Mỹ, để Xuân Mỹ vào group Hồ Văn Cường FC miền Nam thì có vấn đề gì, thông tin mới không thì Xuân Mỹ sẽ chuyển thông tin cho cả nhà ha. Có một cái thông tin thì lát nữa Xuân Mỹ sẽ cho cả nhà biết ha. Bên group Hồ Văn Cường nói vòng tay lớn thì cách đây 1 giờ chị Hương Trương, quản trị viên của group này đã có thông báo nha cả nhà. Đây bây giờ thì để Xuân Mỹ nè, Xuân Mỹ cho cả nhà xem ha. Hồ Văn Cường nói vòng tay lớn, cái group này thì mới được chị Hương Trương tách ra từ cái group Hồ Văn Cường FC những người yêu thương em. Thì các chị này theo ý kiến của các chị thì mới hôm qua thôi, group này mới thành lập hôm qua, và do các chị sống ở nước ngoài với cái khung giờ nó trái với cái múi giờ ở Việt Nam nên cả nhà, đó là lý do thứ nhất mà các chị lập cái group này để đưa thông tin cho kịp thời. Bởi vì là ở các nước, một số nước thì ban ngày thì Việt Nam đã đi ngủ rồi. Cái lý do thứ hai là do nhóm kia thì anh Bùi Cường thành lập và làm quản trị luôn của cái group đó, và anh cũng có những cái thời gian bận rộn không có theo cái group xuyên suốt được, cho nên các chị quyết định thành lập cái nhóm này để đưa tất cả những cái thông tin của các cái cô, các dì, các chị ở nước ngoài kịp thời. Và hiện tại là thông tin show 1 tháng 10 ha cả nhà. Và như Xuân Mỹ đưa tin thì chị Hương Trương làm quản trị nhóm này cùng với em Phạm Mai đang sống, đang đi qua Đài Loan. Chị Hương Trương thì ở bên Cali, Hoa Kỳ, làm quản trị viên nhóm này, do hai chị làm quản trị viên và các cái thành viên khác. Bây giờ thì Xuân Mỹ xin đọc cái thông tin thông báo của chị Hương Trương ha. Quản trị viên Hương Trương, 1 giờ cách đây 1 giờ ban quản trị của nhóm Hồ Văn Cường nói vòng tay lớn. 1 Hương Trương, 2 Phạm Mai, 3 Hương Nguyễn Thu, 4 Duyên Nguyễn, 5 Vương Thanh Huyền, 6 Hoàng Lan, nhóm cũ FC Hồ Văn Cường FC những người yêu thương em được lập bởi anh Cường Bùi đồng thời làm quản trị, nhưng do một số vấn đề liên quan nên không còn hoạt động chung hay liên quan đến nhóm Hồ Văn Cường FC những người yêu thương em. Từ nay chúng tôi không còn chịu trách nhiệm bất kỳ trách nhiệm nào. Từ nay chúng tôi không còn chịu bất kỳ trách nhiệm nào ở nhóm đó, tức là nhóm Hồ Văn Cường FC những người yêu thương em đó cả nhà. Rồi. Mong cô chú anh chị em xa gần hãy tiếp tục tham gia nhóm Hồ Văn Cường nói vòng tay lớn để động viên, lan tỏa, tiếp thêm động lực, ủng hộ tinh thần cho con trai. Đời, cả nhà đợi Xuân Mỹ nha, nó bị chạy xuống, nó chạy màn hình á. Ủng hộ tinh thần cho con trai, rồi. Ủng hộ tinh thần cho con trai quốc dân chúng ta và theo dõi lịch trình show diễn 1 tháng 10 sắp tới tại Hòa Bình ạ. Cả nhà. Phạm Mai Hương Trương xin thông báo, xin cảm ơn cả nhà mình. Đó, như vậy là group này thì chị Hương Trương để tiện cho việc theo dõi hoạt động thông tin và chị đăng thông tin. Bởi vì chị nói là chị sống ở bên Hoa Kỳ thì nó trái với cái giờ ở Việt Nam, cho nên nhiều khi ban ngày thì chị sẽ đưa thông tin cho nhóm.
và các cô các chị ở nước ngoài cũng vậy, đăng vô đây thì sẽ tiện cho người quản trị kiểm duyệt, duyệt bài. Rồi bây giờ là chủ yếu bây giờ là chị Hương muốn đưa muốn có cái nhóm này để đưa hết những thông tin liên quan đến show diễn ngày 1 tháng 10, và sáng nay thì Xuân Mỹ đã có đưa cho cả nhà xem thông tin của chị Hương Trương về việc bài viết của chị Hương về việc show, về đi show cho của con ngày 1 tháng 10 hết cả nhà. Rồi như vậy là Hương Trương, Phạm Mai quản trị, đó những cái người quản trị và kiểm duyệt 6 người, thì Xuân Mỹ cũng có nắm thông tin. Thì các chị này khi mở group, mở nhóm thì cũng có trao đổi với bạn MC trưởng của miền Nam để biết những cái chủ trương, nói chung là những cái thông tin của FC hay cả nhà. Các bạn này chỉ tạo theo ý của các chị là mở cái group này để đưa thông tin, còn lại tất cả thì dẫn theo hoạt động chung của FC. Đó, giờ Xuân Mỹ xin thông tin cho cả nhà biết như vậy. Chị Hương Trương đã đăng cách đây 1 giờ rồi. Bây giờ mình trở lại với show này thì các chị cũng ví dụ như thông tin về show rồi lịch trình rồi đưa đón rồi ăn uống sinh hoạt. Ghế ngồi thì vẫn là chung, tập hợp chung với những cái group miền miền Nam rồi đi miền Bắc. Nói chung là chỉ là một cái nhóm để tiện đưa thông tin, theo dõi thông tin, và còn tất cả còn lại thì vẫn là theo cái chung ha cả nhà, vẫn theo cái chung, không có những cái gì khác những cái hoạt động của các FC hết cả nhà. Thì hy vọng là tất cả mọi người ở đâu cũng vậy, Xuân Mỹ thì ủng hộ hết tất cả mọi người, ai yêu thương lo lắng cho Cường thì Xuân Mỹ ủng hộ, kể cả như là anh Thụy. Anh Thụy, anh Sơn, anh Sơn Hạ hết cả nhà. Nói chung là những cái gì mà cái gì mà làm cho Cường, lo cho Cường ở cả nhà, thì Xuân Mỹ sẽ ủng hộ và sẽ đưa thông tin tiếp cho mọi người cùng biết, cùng san sẻ. Quan trọng là cái tình yêu thương của mọi người dành cho Út Gò Công, không có phai mờ hết cả nhà. Tiếp tục lan tỏa cái thông điệp yêu thương, và những cái gì mà fan dành cho Cường thì được đăng lên, được chia sẻ lên để mọi người cùng nắm bắt, cùng theo dõi, cùng thưởng thức những cái lời ca tiếng hát hay những cái video clip mà được fan quay hay là được các cái bộ phận khác quay, thì mình lan tỏa lên. Bây giờ thì Xuân Mỹ xin có một cái đọc một cái bài báo ở trên test.vn. Cái này là một trang thôi, một trang điện tử thôi, một trang điện tử. Nó giống như những cái trang sao rồi trang Z đồ đó cả nhà. YZ chấm nói về một cái người quản lý cũ của ca sĩ FN. Giờ Xuân Mỹ xin không đưa hình, Xuân Mỹ xin nói thông tin ha cả nhà. Quản lý mấy ngày nay thì các cái trang điện tử đăng quản lý cũ của FN gặp biến căng, bóc trần sự thật. Cộng đồng mạng thì quay xe 180 độ với Hồ Văn Cường. Cái người quản lý này là cái người mà từng có cái tuyên bố là áp lực đối với Hồ Văn Cường khi mà đầu năm 2021 xảy ra sự việc đó cả nhà.
cộng lùm xùm trên cộng đồng mạng đó, thì người này cũng có tuyên bố là cho áp lực tới nóc và năm năm nay thi rớt, năm sau thi lại, nếu mà Cường thi rớt tốt nghiệp thì năm sau cho thi lại đó cả nhà. Và có những cái nói chung là theo người người khác thuật lại, chứ mà mình cũng không có nghe trực tiếp con Cường nói, mà nghe nhiều người thuật lại thì bạn này có cái nickname là Lucas, Lucas Đỗ nha cả nhà, Lucas Đỗ hoặc là Đỗ Minh Trờ, rồi biệt danh nữa, một cái biệt danh người khác gọi là cô nữa nha cả nhà, biệt danh người khác gọi nữa là cô. Còn tên đầy đủ của anh ta là Đỗ Trờ, Đỗ Tờ Minh Trờ. Thì ai mà xem, ai mà có sử dụng Facebook thì sẽ thấy một cái bóc phốt của một người mà đã xưng là chơi thân với anh này, rồi bóc phốt ở trên Facebook, nợ nợ 100 triệu, rồi từ hồi Tết tới giờ thì không có trả, trốn đâu mất tiêu luôn. Thì cái trang này cũng đề cập đến vấn đề đó, và dưới phần bình luận thì cái người mà chủ nợ còn tiết lộ là họ là bạn bè mười mấy năm rồi, do người này năn nỉ quá mới cho mượn cả 100 triệu nhưng mà không chịu trả. Rồi đáng nói thì ở bình luận thì một người quen khác cũng nói là anh này từng biết lúc mà ca sĩ FN mới vừa qua đời thì anh này cũng mượn tiền nhưng mà không có cho. Vậy là hiện tại thì cái người mà bị réo tên thì vẫn chưa có thông tin gì và vẫn vô âm tín nha cả nhà, không có xuất hiện, chưa có nói gì. Nhưng mà cư dân mạng thì chia sẻ rầm rộ, cả nhà thấy hôm qua nay chính trong fan mình cũng chia sẻ. Và người này á, sau khi mà không còn làm quản lý cho người cố ca sĩ FN nữa thì qua làm quản lý cho ai cả nhà biết không? Quản lý cho Trang Mắm đó cả nhà, quản lý cho cái đứa mà cầm điện thoại live stream nhục mạ Cường ở trên màn hình đó, là đó đó đó, đúng là ngu tầm ngu, mã tầm mã, đúng không cả nhà? Đó làm người 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 mẫu á, thì dùng điện thoại live stream rồi nhục mạ, rồi về live stream tiếp chửi rủa gia đình người ta. Rồi á, là cái người quản lý á, thì bây giờ thì trong quá trình sống chung á, thì nói á, từng tuyên bố là chỉ có cô mới chị được Cường thôi. Bây giờ đó, bây giờ là mới bao lâu cả nhà, mới bao lâu, sự việc xảy ra năm ngoái đúng tròn 1 năm luôn cả nhà, 1 năm nhưng mà đã có biến cố rồi đó. Thì thực hư như thế nào, chỉ có người trong Xuân Mỹ ra nhớ cái câu nói của chị Hằng đó cả nhà, chỉ có người trong cuộc mới biết người trong kẹt, chỉ có người trong cuộc mới biết người trong kẹt như thế nào, thì giữa họ như thế nào mình không biết được, nhưng mà mình thấy cái dân mạng xe rần rần thì mình tóm gọn cho cả nhà như vậy. Và qua đây thì là mình nói về cái luật hoa quả cả nhà, luật hoa quả thì không chừa một ai, luật gì mình có thể lách nhưng luật hoa quả là mình không thể lách được. Gieo nhân ngọt thì nhận quả ngọt, mà gieo nhân đắng thì nhận quả đắng, cái đó là theo lẽ thường thôi. Nhưng mà tại sao, nhưng mà trong xã hội thì cũng có một số người gieo quả đắng, gieo hạt đắng nhưng mà chưa có nhận quả đắng. Nhưng mà mình cứ đợi đi ha cả nhà, còn dài lắm, còn mấy mấy đứa nữa bên ekip kia, còn mấy đứa nữa làm những cái điều xấu đối với Cường, đúng không cả nhà? Nhưng mà thôi thì mình cứ chờ, từ 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 rồi mọi thứ nó cũng cũng sẽ phơi bày. Không thể nào mà để cho cái xấu cái ác nó lên ngôi, đúng không cả nhà? Cộng đồng mạng bây giờ thì đã nhìn ra được hết, ai đúng ai sai, ai như thế nào thì đã nhìn ra được hết. Và người người tốt thì sẽ được trời đãi, cũng giống như Cường im lặng chịu đựng, chịu những cái đắng cay mà Xuân Mỹ đã từng từng có một cái câu ví von là gió đưa FN về trời, em Cường ở lại chịu đời đắng cay đó cả nhà. Đó là như vậy.
Nhưng mà bù lại có một gia đình săn đột chuối hết sức là đông đảo trong và ngoài nước khắp năm châu. Đúng với cái câu mà chị Hương Chương đã thành lập cái nhóm là nói vòng tay lớn để chăm lo cho em, từng cái show một, hẹn hò nhau từng cái show một, mua từng chiếc vé ủng hộ con, mua những cái cành hoa ủng hộ con, kết những cái bó hoa đồng tiền, kết những bó hoa tiền bự như cái bàn ôm lên tặng con, tất cả đều là vì tình yêu thương. Xuân Mỹ xin chia sẻ như vậy. Mình không bàn sâu vấn đề của anh Lucas Đỗ bởi vì anh chưa xuất hiện xác nhận, và cái người mình chỉ mới nghe được một phía của một bên. Nhưng mà Xuân Mỹ nhắc lại cái câu của chị Hằng là chỉ có người trong cuộc mới biết được người trong kẹt, thì bây giờ chỉ có họ biết với nhau. Nhưng mà Lucas Đỗ từng gây sóng gây gió với Cường và chỉ một năm thì đã nhận những cái gì đó, nhưng mà cái chính chủ thì chưa lên tiếng và biến mất từ hồi Tết tới giờ, không vô tìm trang Facebook cũng không ra luôn cả nhà, giống như là đóng trang luôn vậy đó. Thì Xuân Mỹ xin nói như vậy để cho tất cả chúng ta cái gì sự thật nó vẫn là sự thật. Người đời có câu là nửa ổ bánh mì thì nhìn rõ ra là nửa ổ bánh mì, nhưng một nửa sự thật chưa phải là sự thật ha cả nhà. Một nửa sự thật mà chúng ta biết đó nó chưa chắc là cái sự thật mà trong đầu chúng ta nghĩ như vậy nhưng mà không phải vậy. Thì thôi, chúng ta trên tinh thần yêu thương Cường, nếu đã yêu thương Cường thì xin hãy gạt bỏ những cái tự ái cá nhân, những cái buồn vui vụn vặt, những cái nói chung là những cái mà nó liên quan đến tâm tính của từng người, cái cách nói của từng người mỗi khác, nhưng mà trên tinh thần là yêu thương đoàn kết. Vì vì Cường mà lo cho Cường thì mong mọi người hãy hoan hỷ, nắm chặt tay nhau đi show ủng hộ con. Ai có thời gian đi show thì ủng hộ con, không có thời gian thì ở nhà nghe nhạc, cài view, đó cũng là thể hiện một tình yêu thương, chứ không phải có mặt trên từng cây số, có mặt trên từng chiếc show diễn, có mặt trên từng chiếc show diễn của con thì mới chứng tỏ là tôi là người yêu thương. Mà người ta nhưng mà còn người không có thời gian đi show, không có những hình ảnh chụp cùng con ở show diễn thì là không phải là người không yêu thương ha cả nhà. Mỗi người thể hiện cái cách yêu cách thương của mình khác nhau, không thể nói người này yêu Cường không bằng tôi, hay là tôi yêu Cường, yêu thương Cường, lo lắng cho Cường hơn người kia. Thì thôi, mình hãy hoan hỷ ghi nhận hết tất cả những yêu thương mà mọi fan mọi miền xa gần trong và ngoài nước dành cho Cường ha cả nhà, và vẫn phải tiếp tục lên án bảo vệ Cường, đấu tranh phản biện lại những cái ý sai của người ta xuyên tạc với Cường. Và gần đây cũng có một bạn Việt Kiều từng đã không nói những lời không không hay về Cường và gia đình Cường, bây giờ thì đã có những cái lời nói tích cực cho một ca sĩ trẻ như Cường, thì như vậy là cũng vui cho em ấy rồi đúng không cả nhà. Đó là một cái tín hiệu tốt cho cái cuộc sống, bởi vì cuộc sống này nó còn nhiều người tốt nữa, nó còn nhiều điều tốt đẹp, chứ không phải là nó là một cái bức tranh màu tối không, không phải là những cái người sống bẩn không, mà vẫn còn cái tình yêu thương. Xuân Mỹ thì hay nói với nhau, nói với mọi người là chúng ta sống như thế nào thì hai vai có hai thần ghi gánh vác, hai vai vác của chúng ta có hai thần ghi chép, và lương tâm của chúng ta như thế nào tự lương tâm của chúng ta biết. Tình yêu thương của chúng ta dành cho Cường thì chúng ta không cần chứng minh với một cá nhân nào hết, tự chúng ta biết trong thâm tâm chúng ta yêu Cường mức độ nào, và trời biết đất biết, chúng ta không cần chứng minh đâu cả nhà. Bản thân Xuân Mỹ cũng không cần chứng minh với ai về cái tình yêu thương Cường, chỉ biết là làm những cái việc đúng đắn dành cho Cường để cậu ấy có một cái động lực, có một cái sức mạnh đi tới trên con đường học vấn lẫn sự nghiệp ca hát của mình, bởi vì tuổi của cậu ấy còn rất là trẻ. Rồi đó là những cái gì mà Xuân Mỹ muốn đưa thông tin hôm nay. Thì một lần nữa xin cảm ơn, xin trân trọng cảm ơn khán giả xa gần đã tin tưởng ủng hộ kênh của Xuân Mỹ.
Ai chưa bấm đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của Xuân Mỹ nha cả nhà. Và rất mong chị Hương Trương sức khỏe dồi dào để cùng về. Và còn ai nữa, còn khán giả nào dịp này về nước nữa thì xin mời đăng lên trên các group FC Fan Xanh Được Chuối Xa Gần để cùng lan tỏa yêu thương, cùng chia sẻ chúc mừng ha. Và cả nhà xem xong nhớ bấm like video cho Xuân Mỹ nha cả nhà. Đó, like để tăng tương tác giữa Xuân Mỹ và khán giả. Like thì không có mất tiền, chỉ là động lực, tạo động lực cho Xuân Mỹ thôi. Rồi, một lần nữa chúc cả nhà có buổi chiều ấm áp bên gia đình và người thân. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.